Xin chào tất cả các em, hôm nay tiếp tục với series các thì trong tiếng Anh thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu các thì trong tương lai. Rồi, hôm nay cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu tương lai với will và tương lai với be going to, hay còn gọi là tương lai đơn và tương lai gần, đúng không nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thì tương lai với will nhé. Will future. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng này. Vậy chúng ta sẽ dùng cái thì tương lai will khi nào nhỉ? Các bạn đều biết đúng không? Khi mà tả một hành động hoặc một sự việc. Cô viết tắt nhá, hành động hoặc một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai đúng không? Sẽ xảy ra trong tương lai. Rồi, xảy ra trong tương lai nhưng mà có kế hoạch chưa các bạn? Rồi, chính xác, không có kế hoạch đúng không? Không có kế hoạch trước. Không có kế hoạch đâu nhá. Rồi, ví dụ nào. Hôm nay thì nhà cô hết trứng rồi, cho nên là chắc là ngày mai cô sẽ đi mua trứng đấy. Cô sẽ lấy ví dụ ngày mai đi mua trứng là gì nhỉ? Ngày mai là tomorrow đúng không? Chính xác, tomorrow. Tomorrow, cô sẽ đi mua trứng thì mình sẽ nói thế nào nhỉ? I, cô đúng không? Tiếp, I will, hoặc mình viết tắt là gì? I'll, đúng không? I will, hoặc là I'll. Rồi, đi là gì nhỉ? Đi mua trứng. Đi siêu thị mua trứng đi. Go, đúng không? Go to siêu thị là gì? Go to the supermarket. Hoặc là market, đi chợ. Là market, đi siêu thị thì là supermarket. Để mua trứng. Ok, to buy more eggs. Alright. Vậy thì tomorrow I will go to the supermarket. Ok, để vậy cho đơn giản nhá. Rồi đến cách dùng thứ hai sẽ là gì đây? Thì tương lai đơn diễn tả một lời hứa, đúng không nào? Ví dụ như các bạn hay hứa với cô cái gì nhỉ? Em sẽ học chăm chỉ, em sẽ làm bài tập, đúng không? Rồi, hôm nay cô muốn giới thiệu với các bạn. À không. Chưa. Rồi. Thì tương lai đơn diễn tả một lời hứa. Một lời hứa. Thì tương lai đơn diễn tả một lời hứa, đúng không nào? Ví dụ nhá. Tôi hứa nào. I promise, đúng không? Tôi hứa tôi sẽ làm tốt nhất tôi có thể. Tôi sẽ làm. I will, hoặc là viết tắt là I'll, đúng không? Làm là gì? Do, chính xác rồi. Tốt nhất là best, đúng không? Nhưng mà mình nhớ phải có chữ the nhá. The best, đấy, so sánh nhất đấy. Nhớ là phải có chữ the best. I promise, cô xin lỗi không có dấu phẩy nhá. I promise I will do the best. Ok, the best I can. Ok. Rồi, cách dùng thứ ba của thì tương lai với will, nó sẽ diễn đạt một lời đề nghị. Ở trên nào? Một lời đề nghị. Ví dụ như nào? Cô thấy nóng quá, bạn nào mở giúp cô cái cửa sổ được không? Hoặc là cô thấy phòng bí quá, bạn nào mở giúp cô cái cửa sổ. Thì cô sẽ nói là gì nhỉ? Will you? Sao đấy? Mở là gì? Open, rồi, cửa sổ. Rồi, window. Will you open the window? Bạn có thể mở giúp cái cửa sổ được không? Đúng không? Lịch sự hơn thì mình dùng từ gì nhỉ? Chính xác, please. Will you open the window? Please. Rồi, như vậy, đấy chưa nào? Ok, vậy đấy là cái cách dùng của thì tương lai với will. Thế còn cái công thức thì như thế nào? Phần số 2. Dạ, khẳng định chúng mình có gì nhỉ? Chủ ngữ. Chắc chắn là phải có will đúng không? Chủ ngữ, rồi will. Xong rồi cộng với động từ. Mà động từ như thế nào đấy? Chiêu thêm s, mi s à? Đấy thiệt đại đơn đúng không? Không phải, mình sẽ để verb gì? Verb nguyên. Cô sẽ ghi là verb bear, hoặc là cô ghi hẳn đây là nguyên nhá, verb nguyên nhá. Rồi, cho rõ ràng. Chủ ngữ cộng will cộng verb nguyên. Thế còn dạng phủ định thì sao? Thêm gì đấy? Đúng không, bạn biết?
Rất dễ, mình thêm not sau will, đúng không? Chủ ngữ cộng will cộng not và vẫn cộng với verb nguyên. Rồi, will not mình có thể viết tắt thành won't, đúng không nào? Thế còn dạng nghi vấn, mình chỉ việc đảo, rồi đảo will lên đầu, đúng không? Đảo will lên và chúng ta vẫn cộng với chủ ngữ, vẫn cộng với verb nguyên. Và các bạn thấy là cái thì này nó khá là đơn giản, đúng không? Mình không cần phải chia am is am, không cần phải chia động từ, không cần phải chia gì hết, cứ cho will vào và cứ sau will là verb, phải là verb nguyên, kể cả là câu hỏi nhá, câu hỏi, câu khẳng định hay câu phủ định đều thế, đều verb nguyên hết. Rồi, thế đây sẽ là một câu hỏi yes no question, đúng không? Thế nếu các bạn biết rồi đấy, nếu mà mình không muốn hỏi câu hỏi yes no mà mình muốn câu hỏi với từ để hỏi thì mình thêm từ để hỏi vào đây, đúng không? Rồi, cô viết tắt nhá. Mình sẽ thêm từ để hỏi vào đằng trước will, đằng trước will, để xem nào. Bây giờ cô lấy một cái ví dụ, để xong mình sẽ chuyển cái câu đấy từ khẳng định ra phủ định rồi sang câu hỏi nghi vấn nhá. Ok. I will do my best. Ok. Đây một lời hứa này. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Rồi đây là dạng khẳng định. Bây giờ mình chuyển sang phủ định thì mình chỉ việc thêm not, đúng không? Sẽ thành I will not, hoặc là I won't. Do my best. Okay. Rồi, bây giờ mình muốn chuyển thành nghi vấn thì mình chỉ việc đảo gì lên đầu? Đảo gì? Will, đúng rồi. Đảo will lên thì thành Will you do? You thì phải là gì? Có phải my best nữa không, mà là phải rồi your best, chính xác. Your best, hỏi chấm. Rồi, will you do your best? Bạn sẽ làm tốt nhất bạn có thể chứ? Bạn sẽ làm tốt nhất chứ? Thế nào? Bây giờ cô muốn hỏi một cái câu mà có từ để hỏi đi. Bạn sẽ làm gì? Được không? Bạn sẽ làm gì ngày mai? Bạn sẽ làm gì? Thì ngày mai, đúng không? Bạn sẽ làm gì? Thứ nhất là cái từ để hỏi mình phải dùng là gì đã. Làm gì là mình phải dùng từ what. Đúng rồi, what. Tiếp đến mình vẫn có will. Bạn là you. Rồi làm what will you làm do. Ok, hỏi chấm. Sợ vậy, what will you do? Bạn sẽ làm gì? Để xem nào. Rồi, đấy là thì tương lai với will, còn thì tương lai với be going to mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp nhé. Vậy thì tương lai be going to mình vẫn đi theo lần lượt thứ tự. Đầu tiên là cách dùng. Rồi thì tương lai be going to, đúng không? Nó sẽ khác với will, đúng không? Là mình phải có kế hoạch diễn tả một gì hành động sẽ xảy ra, nhưng mà có kế hoạch, đúng không? Cô viết tắt nhá, hành động sự việc xảy ra đấy, nhưng mà phải là gì? Có kế hoạch, đúng không? Có dự định từ trước, có kế hoạch dự định từ trước rồi, đúng nào? Ví dụ là cô có kế hoạch vào mùa hè này cô sẽ học tiếng Trung đó, bởi vì cô trông giống người Trung Quốc quá. Đùa đấy. I have a plan trong mùa hè này, for this summer. I have a plan for this summer. I am going to learn Mandarin, tiếng Trung. I'm going to learn Mandarin. All right. Rồi, cách dùng thứ hai. Cách dùng thứ hai sẽ diễn tả một cái gì đây? Một cái sự vật, một cái hiện tượng mà có dấu hiệu là nó sẽ xảy ra. Đấy, mình dự đoán một cái điều gì đấy sẽ xảy ra dựa trên cái
dấu hiệu một cái hiện tượng gì đấy ở trong hiện tại, được chưa nào? Nó vẫn là một sự việc sẽ xảy ra, nhưng mà nó sẽ là dự đoán. Dự đoán một sự việc hoặc là một hành động sẽ xảy ra. Dự đoán một sự việc, một hành động sẽ xảy ra dựa trên căn cứ, có căn cứ. Ví dụ gì nhỉ? Mình ví dụ thời tiết đi. Thời tiết Hà Nội dạo này cũng rất là ẩm ương đúng không? Hôm thì nóng, hôm thì không nóng lắm, nhìn chung vẫn nóng, nhưng mà lúc thì nắng, lúc thì mưa đúng không? Vậy trước khi trời mưa mình có dấu hiệu gì để mình nhận biết trời mưa nhỉ? À đúng rồi, mây đen đúng không? Vậy cô sẽ lấy ví dụ cái câu đấy nhá. Nhìn kìa, look, đúng không? Có rất là nhiều mây đen, có nhiều mây đen. Đấy. Vậy thì nhìn vào những cái đám mây đen kia kìa, trên bầu trời kìa đúng không? Look at those. Mây đen là gì nhỉ? Black, đúng không? Black cloud. Black clouds. Look at those black clouds. Chấm cảm cái. Trời sẽ mưa đấy, trời sẽ mưa đấy. It is going to rain. Được chưa nào? Look at those black clouds. It is going to rain. Nhìn vào những cái đám mây đen trên trời kia kìa. Trời sẽ mưa. Đấy, vậy thì rõ ràng là cái việc này nó sẽ xảy ra. Mình dự đoán nó sẽ xảy ra và có cái căn cứ là những cái đám mây đen. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cái công thức của cái thi này nhé. Công thức đầu tiên là phải khẳng định đúng không nào? Phải là chủ ngữ cộng với gì đây? Be. Be chia thế nào? Rồi, am is are đúng không? Am is are cộng với going to. Rồi, đây nó vẫn là công thức. Cộng với verb. Verb gì nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, verb nguyên. Cô sẽ ghi hẳn là verb nguyên. Rồi, verb nguyên thể nhá. Ok. Rồi, đến cái dạng gì? Phủ định. Thì chúng ta phải thêm gì? Thêm gì ở đây? Sau am is are. Rồi thêm not đúng không? Vẫn cộng với verb nguyên thể đúng không nào? Rồi. Đó, bây giờ đến câu nghi vấn thì mình đảo cái gì lên nhỉ? Rồi chính xác rồi, đảo am is are lên đầu thôi đúng không? Am is are vẫn với gì? Chủ ngữ vẫn với going to và cộng với verb nguyên. Chấm. Rồi, thì các bạn biết là đây sẽ là câu hỏi yes no question đúng không? Câu hỏi có không thôi. Rồi, thì nếu mà muốn hỏi một câu hỏi mở, có từ để hỏi thì mình thêm gì? Đằng đấy, trước am is are. Chính xác, mình thêm từ để hỏi nhá. Cô sẽ viết tắt nhá. TDH nhá, từ để hỏi nhá. Rồi, các bạn để ý từ để hỏi. Ví dụ như là what này, how này, when, where, why đúng không? What if, gì nữa? Yep. Những cái từ như vậy đúng không nào? Rồi, bây giờ cô sẽ lấy một cái ví dụ câu khẳng định nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cùng với cô chuyển sang thẻ phủ định và thẻ nghi vấn để chúng mình cũng áp dụng những cái công thức này nhá. Cô sẽ lấy cái ví dụ vừa rồi cô lấy về việc trời mưa. Trời sẽ mưa. It is going to rain. Rồi. Vừa rồi là mình lấy ví dụ câu này với cái ý nghĩa là gì nhỉ? Dự đoán mong một sự việc sẽ xảy ra có căn cứ. Look at those black clouds, it is going to rain. Nhìn vào những cái đám mây đen kia kìa, trời sẽ mưa. Rồi, bây giờ cô chỉ viết cái câu này lên để chúng mình cùng xem công thức thôi nhá. It chủ ngữ, to be phải chia là is, bởi vì chủ ngữ là
số ít, ngôi thứ ba số ít, đúng không? Tiếp theo là công thức going to và cộng với verb, nguyên thể chính là rain. Rồi, bây giờ mình muốn chuyển câu này thành câu phủ định thì mình phải làm gì? Chính xác, mình thêm not đằng sau to be. Thành it is not, đúng không? Hoặc là mình viết tắt thành it isn't going to rain. Rồi, bây giờ đến thể nghi vấn, mình phải đảo cái gì các bạn ơi? Chính xác, đảo to be. To be ở đây chính là is, đúng không nào? Is it going to rain? Rồi, phải chứ? Alright. Rồi, thì bây giờ nếu cô muốn hỏi một câu hỏi làm sao? Mở đi, một câu hỏi mở đi. Thế nhưng mà ở đây mà hỏi câu hỏi mở thì hỏi như nào rồi nhỉ? Thời tiết sẽ như thế nào? Thời tiết sẽ như thế nào? Như thế nào mình có từ để hỏi là gì? How, đúng không? How, rồi viết từ để hỏi xuống dưới. Bởi vì mình biết là đầu tiên phải có từ để hỏi. Rồi. How is it going to, sẽ như thế nào? Như thế nào, sẽ như thế nào, sẽ thì như thế nào? Động từ ở đây phải là động từ to be, đúng không? Có nghĩa thì là how is it going to be? Rồi, hoặc là how is the weather going to be? It ở đây nó chính là the weather các bạn nhé. How is the weather going to be? Alright. Như cái cách dùng đầu tiên của will thì will làm sao? Diễn tả những cái sự việc sẽ xảy ra nhưng mà không có dự định trước, đúng không nào? Đấy, cái khác nhau thứ nhất là cái này nó không có kế hoạch hay là dự định gì hết. Còn cái thằng bên này nó phải làm sao? I have a plan this summer. Gì nhỉ? I am going to learn Chinese. Đó. Này phải là có kế hoạch, có dự định, đúng không nào? Có. Cái này là không có, đúng không nào? Rồi, nếu cũng một cái sự khác biệt tương tự như thế nhá, thì mình sẽ có thể dựa vào cái gì? Cái thời điểm mà người ta cái đưa ra cái quyết định đấy, đúng không nào? Ví dụ, hôm nay cô nói là nhà cô hết trứng rồi, ngày mai cô có kế hoạch là cô sẽ đi siêu thị. Thì sao? Là cô quyết định trước cái thời điểm mà cô đi siêu thị đó. Và cô có kế hoạch trước rồi, đúng không? Đấy, thế nhưng mà lại một ví dụ khác. Mẹ cô nói với cô là Vân ơi, nhà hết trứng rồi, con đi siêu thị hộ mẹ nhé. Thì cô bảo là vâng, con sẽ đi. Rồi trong hai cái trường hợp này thì trường hợp nào sẽ dùng thì tương lai với will và trường hợp nào sẽ dùng thì tương lai be going to đây? Đoán xem. Cái trường hợp đầu tiên, đúng không, là cô có dự định trước rồi thì cô dùng be going to, đúng không nào? Còn cái trường hợp thứ hai là bởi vì là mẹ cô nói với cô là hết trứng rồi, đi siêu thị nhá, thì cô bảo là cô sẽ đi nhưng mà cô không có dự định từ trước rồi và cô quyết định cái việc đấy trong thời điểm nói thì cô sẽ phải sử dụng tương lai với will. Vậy thì điểm khác biệt đấy có thể các bạn dùng ở đây là gì? Là cái quyết định nó được đưa ra tại thời điểm nói, đúng không? Đấy, mẹ cô bảo cô là đi siêu thị nhớ, thì cô quyết định là cô đi siêu thị và cô nói là I will go to the supermarket to buy some eggs, đúng không? Cô sẽ đi, I will đi đến siêu thị và mua một vài quả trứng. Thế nào? Bên này thì sẽ có kế hoạch, được chưa nào? Có quyết định từ trước. Trước, đúng không nào? Thì thật ra bản chất nó cũng là giống nhau thôi, có kế hoạch, có quyết định từ trước. Bên này gì? Không có kế hoạch và quyết định tại thời điểm nói. Thì cô làm như vậy để cho các bạn hình dung trong cái trường hợp nó cụ thể thôi. Ví dụ ở trong bài thi ấy,
các bạn có hai cái câu thế như vậy đúng không? Đấy, là một người thì là gì? Đưa ra quyết định trong cái lúc mà mình nói ra cái câu đấy. Một người thì là sao? Có cái quyết định từ trước rồi, có kế hoạch từ trước rồi nhá. Thì chúng ta có thể phân biệt cách dùng hai cái thì này được không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu hai thì trong tương lai với will và tương lai với be going to. Chúc các bạn học tập chăm chỉ và hẹn gặp lại các bạn trong các tập video sau nhé.